Thế giữa sử nhất nóng năm sẽ tập trung vào nhà nghỉ, thì các ông sẽ dễ nghỉ đi đâu? Hỏi về quan điểm xem sao nhá. Hay đi xuống nước nóng. Các bạn mình đưa đi xuống nước nóng. Xuống nước nóng. Thật ra thì đi đâu thì nó cũng bình thường. Hold up.